toàn sai chỉ không? Cái này nè, 22 toàn không? Lấy xích tím này đi chế tiếng em. Miu Miu 22 hả? Miu Miu, Miu Miu 22 màu trắng còn không cưng? Rồi Miu Miu 22 màu trắng thì chị Ngô Thúy An luôn nha. Xếp sọt 20kg. Xếp sọt nào, xếp sọc hả? Sọc hết 22 rồi, chế ơi lấy tím đi. Lấy tím giùm em đi, tím đẹp nè. Tím này mẫu mới luôn nè cả nhà ơi. Cả nhà hồi chưa ai không coi lấy tím đi. 195 201 có size 811 đến 38kg giùm em. 811 đến 38kg giùm em. Ê xếp trái tim màu hồng á, còn size chỉ á, đưa cho chị lấy màu hồng cho hết màu hồng luôn. Chị nào coi chai bao nhiêu ký mấy chị hú em lên chai nha. Xếp sọc không chị, em hết rồi, xếp này em hết rồi. Hết size chị rồi, xếp áo ba lỗ sọc này em hết size chị mất tiêu rồi. Em có xếp trái tim màu hồng nè. Chị lấy màu hồng hay màu trắng em cho chị lựa, thì màu hồng em còn hai bộ thôi nè. Ê chị Thảo Ly lấy bộ hồng trái tim đi chị, hồng em còn bộ 3338 với bộ bộ 20-23 nè. Hồng trái tim, hồi nãy là trắng trái tim. Chị nào không thích trắng có thể miết qua cho em màu hồng đi, tại vì em còn có hai set hồng thôi. Cái tím 22 ok chế, tím 22 cho chị Ngô Thúy An. Quần sọt viên, à quần sọt viên á hả? À lấy quần sọt viên với lại áo ba lỗ trắng này đúng không? Hồi nãy chị lấy áo rồi phải không bác? Chị An á. Rồi vậy em chốt cho chị quần viên 22 nha.